Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Hoàng Tấn ở Quỳ Nhì Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái mai phôi ha, hoành to nè, nhiều dáng thế luôn. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hoàng Tấn ha, anh chị cũng lưu ý ha, Mai Vàng Thanh Tâm chỉ quay video giới thiệu cây cảnh cho nhiều chủ shop và nhà vườn ở khắp mọi nơi ha. Khi chủ shop và nhà vườn có nhu cầu quay giới thiệu cây cảnh, còn Mai Vàng Thanh Tâm thì không có mua bán nha quý anh chị. Nếu quý anh chị có nhu cầu giao lưu cây kiểng, vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đúng số của chủ shop, mình có để phần mô tả video nhé. Nhớ là đúng số nha quý anh chị, vì mỗi video là mỗi chủ shop khác nhau nhé, anh chị cũng lưu ý điều này. Biết ha, quạnh khá to rồi. Chào anh. Rồi chào anh Tâm ha, chào cô chú anh chị mình tên Toàn Quốc ha. Hôm nay em cũng không có cây để giao lưu cô chú anh chị mình ha. Nên em bứng được số phôi mai hàng lớn nha cô chú anh chị. Này mai dấu Thủ Đức ha, hình thức em dẫn bao sóng bao ship Toàn Quốc ha. Số điện thoại là 0332793171 cũng là số Zalo ha. Mã qua định Trà Gạo Tiền Giang ha cô chú anh chị. Nói chung anh Tâm chỉ quay hỗ trợ nhà vườn thôi nha cô chú anh chị. Chú anh chị có gì liên hệ về shop em ha. Số điện thoại em cũng để đó rồi. Có gì cô chú anh chị mình cứ báo ha. Rồi, vô cây đầu tiên cây mã số 1 nha cô chú anh chị. Số 1 ha. Quanh to. Cây trực lắc cực kỳ phê, cây xù nha cô chú anh chị. Đây, lịch xù luôn. Ôi, chiều cao của nó là 56 ha. Cây lùng lực nha cô chú anh chị. Nói chung hoành thì em đo là ok chú anh chị mình ha. 37 hoành. Khá to ha. Rồi, cây cũ là 54 ha. Rồi. Sổ của nó là 3 tấc rưỡi. Đường kính bầu em đang làm là 64 ha. Bậy đế ha. Rồi, cái nồi đế là 1m6 ha cô chú anh chị. Tham khảo kỹ ha. Đó. Cây xù cho me ha. Đây có một cái thẹo ở đây mà nó liền ha cô chú anh chị. Đó, chỗ này ha. Cái này lên sâu rất là mạnh nha cô chú anh chị. Quá sức bề nữa ha. Lô này củ đế rất đẹp cô chú anh chị. Củ nở đế nôm ha. Hàng cực kỳ bíp nữa. Nói chung này em lên có hai mấy cây ha cô chú anh chị. Quay khá là chậm cô chú anh chị tham khảo ha. Đó, phong cây rất là đẹp. Rồi, mã số 1 này em giao lưu giá là 6 triệu rưỡi ha. Thôi, 6 triệu rưỡi ha. Em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Số 2 ha. Rồi, số 2. Quá phê của chú anh chị. Tham khảo kỹ ha. Rồi, cao 46 chú anh chị. Rồi, vị trí này là 31 quanh ha. Rồi. Cái cũ ở đây là 53 ha của chú anh chị. Khá to ha. Đó. Đầu sổ của nó là 36 ha. Rồi. Cái nồi đế của nó là 120 ha của chú anh chị. Ô đế ha. Cực kỳ vip nha. Đó, cũ nè. Cực lớn nha cô chú anh chị. Cũ nở mà đế nôm ha. Thân lắc cực kỳ quái luôn cô chú anh chị. Nói chung hàng lớn cũng khó kiếm hàng đế này ha cô chú anh chị. Nói chung chủ nhà cũng sắp ra một nước rồi ha. Rồi, mã số 2 này em giao lưu giá 4 triệu 2 ha. Rồi, 4 triệu 2. Mã số 3. Quá phê của chú chị. Rồi, chiều cao là 51 nha. Hoành eo 30 hoành. Rồi. Củ chỗ này là 60 ha của chú chị. Đầu sổ là 35 ha. Rồi, cái nồi đế là 130 của chú chị. Cố đi đặt luôn. Rồi, đường kính bọn đang làm là 55 ha. Tương lai không cô chú anh chị, cái bệ đế của nó ha, bệ ha, làm khảo kỹ ha, mặt trước của nó là rất là đẹp nha cô chú anh chị, đế đóng kính mít hết ha, thần lắc gồng chữ C nha cô chú anh chị, tay cạnh bỏ ha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, mã số 3 này em giao lưu giá là 4 triệu ha. Rồi, 4 triệu. Mã số 4. Rồi, cây số 4. Chiều cao là 45. Cái hoành là 26 ha. Rồi. Cái cũ là 49. Đầu sổ là 3 tấc 3. Chiếc nơm rất đẹp các chú anh chị. Đó, cây dẫn trực trùng lực ha.
Max số 4 này em Zalo giá 2,2 triệu ha. Rồi, 2,2 triệu. Max số 5. Cây số 5. Thì gắn trực cũ đế ha cô chú anh chị. Chiếc cao là 47. Cái hoành là 27 ha. À. Cũ là 46. Độ 6 là 3:3 ha. Rồi, đường kính bồn đang là 55 ha. Cái nồi đế là 127 ha cô chú anh chị. Khối đi đặt ha. Hàm cao kỹ ha. Hàng hôm nay rất là VIP nha cô chú anh chị. Số 5 này em Zalo giá là 2,7 triệu ha. 2,7 triệu. Cái mã số 6 ha. Quanh khá to ha. Cái phải sâu nha cô chú chị. Có hiện tượng ha. Xuống lắp ha. Đó, xuống chỉ ha. Rồi, chiều cao là 65 ha. Cái hoành là 31. Rồi. Cái cũ là 47 ha. Nôm nó là 30 ha. Đường kính bồn nó là 55. Rồi, bảy đế luôn. Quá khủng của tôi kìa. Ờ, nách nó bung xù chảy hết ha chú anh chị. Rồi cục cục hết ha. Đây, một bệ trong đây luôn nè. À. Cây rất mạnh nha cô chú anh chị. Cây rất là già ha. 6-7 năm tuổi rồi cô chú anh chị. Rồi, mã số 6 này em vô lưu giá 3,5 triệu rồi cô chú anh chị. 3,5 triệu. Rồi, số 7. To, mặt lượng. Chiều cao là 42. Mình neo 29 hoành ha. Cũ khá to ha. Cũ đế 42. À. Nguyên cái cũ tròn ha cô chú anh chị. Chân lô này cũ rất là đẹp ha. Độ 6 là 30. Rồi, đường kính bồn đang làm là 49 nha. Đó, hàng này cũ nở đế nôm không nha cô chú anh chị. Cũ rất là to ha. Đế là hàng khối nha cô chú anh chị. Cực kỳ đã ha. Rồi, mã số 7 này em luôn giáp 3,5 triệu ha. Rồi, 3,5 triệu. Số 8. Cái dáng trực hết của chú chị. Chiều cao là 72. Rồi, hoành neo 33 hoành ha. Cũ như cái nón bảo hiểm luôn của chú chị. 56 ha. Cũ đặc luôn nha. Rồi, đường kính bồn đang làm là 55 ha. Khá khủng nha của chú chị. Quá sực bởi đấy ha. Hàng này sưu tầm không của chú chị. Rồi, mã số 8 này em vô lưu giá 4,5 triệu ha. Rồi, 4,5 triệu. Mã số 9. Chiều cao là 42. Rồi, vị trí này là 27 hoành ha. Cũ là 40. Đầu 6 là 2:7 ha. Đó, tham khảo kỹ rồi chú chị ơi. Hàng này càng nuôi càng có giá trị ha. Rồi, mã số 9 em cho lưu giá 2,2 triệu ha. 2,2 triệu. Mã số 10. Cây bài cực kỳ đẹp của chú đi ơi. Cũ ha. Rồi, chiều bài là 46 ha. Cái hoành 24 hoành ha của chú chị. Rồi, cái cũ đây là 46 ha. Đó, nguyên cái cũ tròn vo luôn. Rồi, đột sổ là 3:7 ha. Đó, cây phùm bán bài rất là đẹp. Cũ đế ha của chú chị. Chừng nôm ha. Quá đã cái cũ luôn. Cái hồ lô của chú kia.
Mã số 10 này em giao lưu giá 2 triệu rưỡi ha. Rồi, 2 triệu rưỡi. Mã số 11. Chiều cao là 38. Cái hoành 27 hoành ha. Rồi. Đầu sổ là 3.4. Cũ là 47 ha. Đó, tròn vo luôn đó chị. Cây lắc nghệ thuật ha. Rồi, mã 11 này em giao lưu giá 1 triệu rưỡi ha. Rồi, 1 triệu rưỡi. Mã 12. 12. Chiều cao là 63. Cái hoành là 23 ha. Cái cũ là 42. Đầu sổ là 30. Mã 12 này em giao lưu giá 850 ha. Rồi, 850. Mã 13. 13. Chiều cao là 49. Rồi, hoành neo 30 hoành của chú chị. Cũ 36 ha. Sổ 34. Quá sức gầy đấy đâu mà chú chị. 30 hoành ha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, mã 13 này em giao lưu giá 2 triệu 2 ha. 2 triệu 2. Mã 14. Chiều cao là 83. Cái hoành là 27 ha. Rồi. Cái cũ này là 50. Đầu sổ là 30 ha. Quá trời cái cũ ha. Cũ to ha. Cực kỳ luôn ha. Cái này không được cắt đòi đem chơi của chú anh chị. Đó, lấy nguyên cái cũ ha. Cực kỳ đẹp. Rồi, mã 14 này em giao lưu giá 1 triệu 7 ha. 1 triệu 7. Mã 15. 15. Quay máy xù của chú chị. Xù ha. Đó. À. Đây, có cái theo vô này ha. Theo gì? Đó, chút nữa em sẽ lấy keo vô ha, của chú chị. Chiếc keo là 60 ha. Cái hoành là 30. Rồi. Cái cũ này dọc quá trời luôn của chú chị. Cái cũ là 63 ha. À. Đó, nguyên cái cũ đặt luôn nè. Rồi, đầu sổ tới mặt bầu của nó là 37 ha. Rồi. Quá trời rồi nè cái cũ của chú chị. Cũ nợ mà đế nôm ha. Cây mai lên nên lên xù nữa ha của chú anh chị. Đây của chị. Đó. Cây dán trực cái cũ nè. Quá trời cái cũ rồi chú chị. Rất lực ha. Mã 15 này em vô lưu giá 3 triệu 2 ha. 3 triệu 2. Mã 16. Chiều cao là 68. Cái hoành là 26 ha. Cái cũ ở đây là 45. Mã 16 này em giao lưu giá 1 triệu 7 ha. 1 triệu 7. Mã 17. Hoành to lắc lượng. Cây này quá phê ha của chú chị. Rồi, chiều cao là 48 ha. Hoành eo 34 hoành ha của chú chị. Cái cũ ha. Cái cũ là 57 của chú chị. Đầu sổ là 30. Bày đấy ha. Cây này cái cục đấy cực kỳ vip nha cô chú anh chị. Đây, này là cái nhánh chủ vườn cắt hồi nhỏ giờ liền ha. À. Chủ vườn cũng sửa qua một nước ha cô chú anh chị. Đây, bệ của nó nè, quá sức rồi. Cây dầm rất lực ha cô chú anh chị. Có cành bay rất đẹp ha. Đó.
34 quanh. Rồi, 17 này em vô lưu giáp 3,7 à ha. 3,7. Lắc lượng. Cao 54. Rồi, quanh neo đây, 31 quanh ha. Quanh to ha. Để viết đúng vậy. Rồi. Rồi, cái củ đế là 58 ha. Đậu sổ là 3 tấc 2. Đường kính bầu đang làm là 55 ha. Cây này còn có dít lũa mà nó xàm ha của chú anh chị liền ha. Đây, đang cuốn rất là mạnh nha. Chúng này nuôi vài tháng nữa của chú anh chị. Bít ra cục đế cái này ha. Quá đã luôn chú anh chị. Thần lắc tay cành cực kỳ phê ha. Ôi, mã 18 này vô lưu giáp 3,2 triệu ha. 3,2 triệu. Sạch cái bao á. Quạch to luôn. Mã 19 nha. Cao là 49. Cái quanh là 26 ha. Cái cũ 50. Rồi. Quá tham khảo kỹ ha cô chú anh chị. Để ha. Quá sức kìa. Mã 19 em vô lưu giá 2,7 triệu ha. Rồi, 2,7 triệu. Mã 20. Lắc lượng luôn. Cái quá đẹp của chú chị. Cao 49 nha. Hoành neo là 30. Rồi. Cũ chỗ này 50 luôn của chú chị. Rồi. Kỳ kỳ đẹp ha. Đó. Cụ đế đóng một bể hết ha, chú chị. Đọt còn chút xíu luôn ha. Rồi, mã 20 này em vô lưu giáp 3,2 triệu ha. 3,2 triệu. Hai mươi mốt. Chiều cao là 52. Hoành neo là 27 ha. Cái cũ là 50 ha cô chú chị. Độ sổ là 30 ha. Mã 21 đem vô lưu giá 2,5 triệu ha. 2,5 triệu. Mã 22. Cao là 72. Quanh là 29 ha. Rồi. Đậu sổ là 3 tấc 6. Rồi, mã 22 này em vô lưu giá 1,7 triệu ha. 1,7 triệu. 23. 23. Chiều cao là 39. Cái hoành là 24 ha. Đầu sổ là 2 tấc 7. Bíp không của chú chị. Rồi, 23 này em vô lưu giá 1,2 triệu ha. 1,2 triệu. Đi bốn cây mai sụp chảy ha cô chú chị, cực kỳ luôn ha. Đó. Cây mệt bệnh luôn ha. Chiều cao 63, hoành neo 32 hoành ha. Đó. Cây cũ đây là cô chú chị 56 ha. Đó. Đầu sổ 3 tấc 3. Quá trời cây mai xù ha cô chú chị, tham khảo kỹ ha. Đó. Lên tới trên luôn rồi chú chị. Đây, cái nụ nó mọc trong cái thân luôn ha. Quá sức cái mây xù của chú chị. Chảy ha. Nhiều cây đèn cày nha chú chị. Đó. Kỳ vẫn trực ha. Đầu vô đuôi chuột luôn. Hàng này cũng tương lai nha của chú chị.
Ôi, mã 24 này em giao lưu giá là 7 triệu ha. 7 triệu lên xù ha. 25 ha. Rồi, khá to ha. Dán trực nha cô chú chị. Cụ đế ha. Đấy, bày đế luôn. Hàng rất khủng nha cô chú chị. Cao của nó là 95 ha. Vành neo 35 vành ha cô chú anh chị. Đây. Nguyên cái cũ nó luôn ha. 61. Rồi. Cầu sổ của nó là 3 tấc 4 ha. Đường kính bèo nó đang làm là 70 nha cô chú anh chị. Cái nồi đế nó là 1m7 ha. Tham khảo kỹ góc này nha. Một cây dán cực nha. Hàng khủng nha cô chú anh chị. Quá xịt cái nồi đế à. Tổng đặt keo hết nha cô chú anh chị. Chân ghế rất là đẹp ha. Mã số 25 này em giao lưu giá là 7 triệu rưỡi ha. 7 triệu rưỡi. Cũng là cây cuối cùng của clip ha. Dạ. Rồi cuối clip mong cô chú anh chị mình xem hết clip, thích cái nào ủng hộ cho em cái đó ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hoàng Tứng. Với giá mình cũng tạm thời nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.